Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới phát hiện được cái ca lây nhiễm ở trong cộng đồng ngoài cái vùng lưu hành ở Tây Phi và Trung Phi thì đến nay là gần 3 tháng, và chúng ta thấy rằng sau mỗi tháng cái số mắc nó gia tăng rất là nhanh. Việc mà mở cửa biên giới giao lưu đi lại nhiều, đặc biệt là các cái nước mà có quan hệ với chúng ta nhiều trong đi lại, như vậy cái nguy cơ mà xâm nhập là hiện hữu. Cái điểm thứ hai là về đặc tính của bệnh, cái thời gian mà từ khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh cho đến khi có biểu hiện là từ 5 đến 21 ngày, có nghĩa thời gian rất dài. Cái đặc điểm thứ ba là các cái biểu hiện lâm sàng và kết hợp với các cái yếu tố dịch tễ để khai thác, thì thường nhiều lúc có những cái hành vi lây nhiễm mang tính khó khai thác hơn. Chính các cái đặc điểm đấy thì cái nguy cơ xâm nhập vào đất nước ta qua cửa khẩu cũng như vào trong cộng đồng là cái vấn đề có thể. Ngay khi cái trường hợp mà đầu tiên thông báo của Tổ chức Y tế từ tháng 5, Bộ Y tế đã có một cái chỉ đạo tất cả 63 tỉnh thành phố trong cái công tác tăng cường cái sự giám sát, đặc biệt ở tại các cái cửa khẩu. Và kể cả sau khi thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới về cái tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, thì lãnh đạo bộ đã chỉ đạo và kích hoạt ngay cái trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp để họp cùng với các cái tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Hoa Kỳ và các đơn vị để thường xuyên đánh giá, để đưa ra các cái nhận định, đưa ra các cái hướng dẫn cập nhật về giám sát dịch tễ cũng như là về các cái chẩn đoán điều trị, phối hợp cùng các cái tổ chức quốc tế để làm thế nào đấy chúng ta sử dụng các cái vaccine, các thuốc điều trị một cách an toàn, hiệu quả cũng như là đúng thời điểm trên những cái đối tượng phù hợp. Để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, mỗi người dân cần tuân thủ là khi ho hắt hơi thì cần phải đưa tay lên che hoặc các cái vật dụng khác, và sau đó phải rửa tay ngay, thường xuyên rửa tay bằng các cái dung dịch sát khuẩn tay. Khi có các cái biểu hiện nghi ngờ đậu mùa khỉ thì cần phải đến ngay các cái cơ sở y tế để theo dõi xử trí một cách kịp thời.